Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi bản tin giải trí của Tin House vào tối ngày hôm nay. Và mình là Huyền Trang, mình sẽ cùng các bạn đồng hành trong hơn 10 phút tới đây. Chắc hẳn các bạn vừa trải qua một ngày làm việc bận rộn và bây giờ đang dành thời gian để nghỉ ngơi và xem bản tin giải trí của Tin House chúng mình. Ngày hôm nay, Tin House sẽ có những tin tức đáng chú ý nào liên quan đến các nghệ sĩ trong showbiz. Không để các bạn phải chờ đợi thêm nữa, hãy cùng Huyền Trang cập nhật nhé! Không thể bỏ lỡ từng giây, phút trong tập 10 của chương trình truyền hình Running Man Việt Nam năm 2021. Chơi là chạy vừa lên sóng, rất nhiều các tình tiết gay cấn và hài hước đã được gửi tới quý vị khán giả, đặc biệt là những người yêu mến Kim Jong Kook. Khi được biết cả đội sẽ chạm trán Kim Jong Kook, tất cả các thành viên Running Man Việt Nam đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, tinh thần đối diện với người năng lực. Kim Jong Kook sở hữu vóc dáng to lớn, lực lưỡng cùng với kinh nghiệm chơi Running Man 11 năm. Chắc chắn đây là đối thủ đáng gờm nhất. Để trợ lực cho biệt đội Running Man Việt Nam năm 2021, những viên đá nâng cấp đã phát huy tác dụng, giúp các thành viên đổi lấy những siêu năng lực đặc biệt và đó chính là cách duy nhất để có cơ hội thắng Kim Jong Kook. Tuy vậy, sự thật vẫn không như mơ, Kim Jong Kook thực sự đã tạo nên một cơn bão càn quét bảng tên tại Running Man Việt Nam năm 2021. Hai bóng hồng Lan Ngọc, Thúy Ngân đã quyết định nắm tay nhau liên minh trong tập này cũng không thoát khỏi móng vuốt của anh Hồ. Đang đi lang thang gặp đúng đối tượng nguy hiểm, Lan Ngọc đã tìm đủ cách cầu cứu lẫn xin tha mạng, thậm chí còn chơi lầy đu lên người Kim Jong Kook. Cuối cùng, cô nàng phải dùng tới siêu năng lực thôi miên anh hổ để lấy lại bảng tên của mình. Thúy Ngân cũng ngơ ngác không kém trong lần chạm trán với Kim Jong Kook. Sau giây phút ngỡ ngàng, cô nàng bật ngay chế độ fan girl cuồng nhiệt. Một mặt nhõng nhẽo mè nheo, mặt khác lại không cưỡng nổi sự ngưỡng mộ dành cho anh hổ. Sử dụng siêu năng lực triệu hồi hồn ma Trường Giang, Thúy Ngân vẫn không thể chống trả lại sức mạnh của Mr. Kim. Ngay sau khi bại trận, Thúy Ngân liền xin được đi theo Pa. Tình tiết này khiến cho người xem phải bật cười vì sự ngây thơ và đáng yêu của hoa săn mồi. Liên Bình Phát sở hữu siêu năng lực cản bước đối thủ bằng cách khiến Kim Jong Kook phải đeo 20kg tạ vào cơ thể. Tuy vậy, điều này cũng không thể gây khó dễ cho anh Hổ. Chỉ chưa đầy 30 giây, anh Hổ đã dễ dàng xé được bảng tên của bé Bình. Ngoài lề chương trình, Liên Bình Phát tâm sự rằng anh rất vinh dự và hạnh phúc khi được chạm trán với biểu tượng sức mạnh của Running Man Hàn Quốc. Mặc dù anh không giành chiến thắng nhưng bé Bình vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi được đối đầu với anh Hổ. Mặc dù khẳng định mình đã tiến hóa thành thỏ rừng, nhưng khi gặp hổ, song thỏ vẫn bỏ chạy trước tiên. Sở hữu quyền năng ba mạng, Ngô Kiến Huy để bay hai bảng tên vào tay Kim Jong Kook. Thỏ đen khiến anh hổ phải hoang mang hỏi, rốt cục bạn còn bao nhiêu mạng vậy? Chứng kiến sự mạnh mẽ và tốc độ thần sầu của anh hổ, thỏ đen chỉ còn nước, quỳ xuống van xin tha mạng. Sau khi Kazik bị bay bảng tên trong vòng một nốt nhạc, voi biển trở thành niềm hy vọng duy nhất của cả đội. Sở hữu siêu năng lực giữ chân đối thủ trong vòng 30 giây. Trương Thế Vinh đã tận dụng tuyệt đối khoảng thời gian ngắn ngủi này để nắm chặt bảng tên của Mr. Kim. Trong trận đấu này, voi biển đã nhanh hơn anh hổ 1 giây và xé được bảng tên của đối thủ. Bản thân Trương Thế Vinh mặc dù rất hạnh phúc khi giành chiến thắng nhưng anh vẫn khẳng định rằng Kim Jong Kook quá mạnh, nếu không có siêu năng lực thì tôi không thắng nổi đâu. Tuy vậy, cú tơ quýt cuối cùng lại khiến khán giả ngã ngửa khi chiến thắng chung cuộc thuộc về thỏ trắng. Sau khi hợp lực cùng voi biển, xé toang áo của Ngô Kiến Huy, Jun Phạm xuất chiêu siêu năng lực và giành chiến thắng phút chót. Đáp lại sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Jun Phạm từ tốn cho rằng cú chiến thắng là nhờ siêu năng lực thôi, còn người mạnh nhất Running Man Việt Nam năm 2021 là anh Trương Thế Vinh. Như vậy, Trương Thế Vinh đã trở thành cát sở hữu sức mạnh bậc nhất khóa huấn luyện tại Hàn Quốc. Đáng tiếc rằng Kim Jong Kook bận lịch trình công việc nên không thể nán lại chương trình tới phút cuối, nhưng chắc chắn rằng lần gặp gỡ và tranh tài này sẽ để lại ấn tượng sâu đậm đối với cả anh hổ và voi biển lẫn các cát khác. Kết thúc khóa huấn luyện tại Hàn Quốc, dàn cát sẽ trở về Việt Nam thực hiện nhiều nhiệm vụ thử thách mới không kém phần vui nhộn, hài hước và kịch tính. Đón xem Running Man Việt Nam năm 2021 phát sóng lúc 20:30, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đúng như dự đoán trước đó, người năng lực Kim Jong Kook không tham gia toàn bộ tập 10 của Running Man Việt Nam mùa 2, chơi là chạy mà chỉ xuất hiện trong phần xé bảng tên, cũng tức cuộc đua chung cuộc. Trước đó, ekip đưa ra luật chơi cho nhiệm vụ cuộc đua chung cuộc là đi tìm đá nâng cấp và xé bảng tên lẫn nhau. Số đá nâng cấp trong tay mỗi người sẽ xác định cấp của thành viên đó. Người có cấp thấp hơn sẽ không được xé bảng tên của người có cấp cao hơn. Tuy nhiên,
những thành viên có cấp thấp vẫn có thể nâng cấp bậc cho bản thân bằng cách tìm kiếm các viên đá nâng cấp. Cứ mỗi 2 viên đá tìm được sẽ tương ứng tăng 1 cấp bậc. Mới bước vào cuộc đua, Trường Giang, Jun Phạm có cấp bậc cao nhất, cấp bậc 4. Tiếp đó là Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy ở cấp bậc 3, Thúy Ngân ở cấp bậc 2 và Liên Bình Phát, Trương Thế Vinh, Ca Dích ở cấp bậc 1, cấp bậc thấp nhất. Sau khi Jun Phạm mở màn cho cuộc chiến xé bảng tên, tiêu diệt Trường Giang thì Kim Dong Cúc cũng chính thức xuất hiện. Ban tổ chức thông báo người năng lực xuất hiện và các thành viên nếu xé được người này thì cấp bậc sẽ tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, ekip không tiết lộ cụ thể danh tính người đó là Kim Dong Cúc. Chỉ cho đến khi các thành viên mặt đối mặt thì họ mới biết người mình cần xé bảng tên là Kim Dong Cúc. Ngoại trừ Trường Giang, các thành viên còn lại đều được đổi viên đá nâng cấp thành các quyền năng khác nhau để chiến với người năng lực. Tất cả các thành viên đều dùng đá nâng cấp để đổi siêu năng lực cho mình. Voi biển Trương Thế Vinh đã thông minh lấy siêu năng lực đóng băng hai chân để tạo điều kiện bất lợi cho hổ Kim Dong Cúc. Nhờ đó, Trương Thế Vinh chiếm được ưu thế sát sao trong trận chiến xé bảng tên và thành công loại được Kim Dong Cúc. Tuy kết quả phần thắng thuộc về voi biển, nhưng không ít khán giả tỏ ý không phục vì Trương Thế Vinh sử dụng tới siêu năng lực khóa chân Kim Dong Cúc khiến anh hổ khó di chuyển hơn. Người hâm mộ chương trình cho rằng điều này không công bằng với người năng lực khi anh đã phải chiến đấu với toàn bộ 8 thành viên nhưng không có lấy một quyền lợi cho mình. Đó là chưa kể có vẻ như Kim Dong Cúc cũng không biết trước rằng quyền năng này chỉ có thời hạn và không có kế hoạch cầm chân đối thủ. Ngay sau khi tập phát sóng đặc biệt kết thúc, Trương Thế Vinh cũng đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh bảng tên của Kim Dong Cúc do chính mình xé. Phía dưới bài viết, không ít người hâm mộ chúc mừng nam nghệ sĩ nhưng cũng có những khán giả muốn đòi lại công bằng cho người năng lực. Một số bình luận từ khán giả về trận chiến giữa Kim Dong Cúc và Trương Thế Vinh. Chơi cột chân vậy ai chơi lại mà còn khoe. Thắng vậy mà tự hào lịch sử đồ. Chấp 8 chạy 1 rồi còn siêu năng lực. Ủa alo, chơi gì mà không có fair play tí nào luôn á. Coi mà tức dùng chú Cúc luôn á, chơi mà cột chân. Từ khi vướng vào đờ drama hơn 14 tỷ tiền từ thiện miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh tạm ngưng toàn bộ các hoạt động nghệ thuật. Mà trong thời gian qua, nam danh hài cũng lần lượt chịu nỗi đau mất đi bạn bè, người thân nên vào lúc này đây, người hâm mộ vô cùng quan tâm đến sức khỏe, tinh thần và tình hình hiện tại của nam nghệ sĩ. Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh có liên quan đến động thái âm thầm của nghệ sĩ Hoài Linh trong thời gian qua. Cụ thể, một netizen đã chụp ảnh phần quà hỗ trợ mình nhận được trong mùa dịch với tên của nghệ sĩ Hoài Linh được dán bên trên và đăng lên mạng. Theo nội dung trên nhãn dán, nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi tặng bà con xã Châu Bình, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre món quà hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hình ảnh này. Nhiều netizen bày tỏ lòng trân trọng với hành động ý nghĩa của nghệ sĩ Hoài Linh trong mùa dịch. Dù từng vướng nghi vấn ăn chặn, nhưng đã là hành động giúp đỡ bà con trong giai đoạn khó khăn thì vẫn xứng đáng được công nhận. Một số khác lại đặt nghi vấn về động cơ đằng sau việc hình ảnh này được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Không ít người nghi ngờ đây là hành động lót đường, xoa dịu dư luận của ekip để nam danh hài thuận lợi tái xuất trong thời gian tới. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Mặc kệ netizen liên tục réo tên mình trong tin đồn về nữ tân binh mới sinh con đang rầm rộ trên mạng, mới đây Hải Tú đã chia sẻ loạt ảnh nét căng khi tham gia tiệc nội bộ trong công ty MTP Entertainment. Ảnh chụp nhiều người nhưng Hải Tú vẫn khéo khoe được vóc dáng thon gọn. Nhiều người cho rằng đây là động thái cô nàng ngầm phủ nhận tin đồn sinh con. Chưa biết Hải Tú có phải đang muốn phủ nhận điều gì hay không, nhưng netizen quan tâm đến một chi tiết khác vừa soi được hơn. Dường như chiếc nhẫn trên tay Sơn Tùng MTP và Hải Tú là một cặp thì phải. Cũng chẳng thể trách cư dân mạng đặt nghi vấn này, bởi suốt nhiều tháng qua tin đồn cả hai đang hẹn hò vẫn chưa được chính chủ phủ nhận. Chiếc nhẫn trên tay Sơn Tùng và Hải Tú lại có nhiều phần tương đồng từ kiểu dáng cho đến màu sắc. Việc netizen liên tưởng sâu xa cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ mới là nghi vấn chứ chưa thể khẳng định chắc chắn. Có thể hai chiếc nhẫn nhìn sơ qua hao hao nhau nhưng chi tiết lại khác nhau cũng nên. Việc kết luận cả hai đeo nhẫn đôi lúc này vẫn còn quá sớm. Đáng nói nhất, nữ tân binh độc quyền của công ty Sơn Tùng còn nhắn gửi đặc biệt đến chủ tịch. Và thế là đêm qua, Tú và gia đình MTP vừa đóng lại một năm 2021 quá tuyệt vời, đầy tự hào và tràn ngập tình yêu thương cùng với những thành công từ những sự cố gắng không ngừng của cả một tập thể, cả nhà và đặc biệt là chủ tịch đã quá vất vả rồi ạ. Tối ngày 20 tháng 11, đêm bán kết hai sàn đấu vũ đạo đã chính thức lên sóng. Đây chính là đêm thi quan trọng mang tính chất quyết định đội thi nào sẽ được đi tiếp, đội thi nào phải dừng chân tại chương trình ngay trước thềm chung kết.
đồng hành cùng giám khảo Nu Phước Thịnh, John Huy Trần trong đêm bán kết hai tuần này chính là biên đạo Việt Mát. Với chủ đề Zetro, khán giả sàn đấu vũ đạo như được sống lại những ký ức xưa cũ khi xem những tiết mục được đầu tư công phu, hoành tráng của top 5 đội thi. Tất cả thí sinh chương trình đều đặt nhiều tâm huyết vào tiết mục ở đêm thi quan trọng. Sau một tuần bị chê vì giảm sút phong độ, Hậu Hoàng đã chọn nhạc Trịnh, ca khúc Ngẫu Nhiên để làm nền nhạc cho phần thi của đội mình. Thánh Nhạc chế lấy bối cảnh từ tương lai quay về với thời điểm hiện tại để làm rõ chất Zetro trong đêm thi bán kết 2. Tuy nhiên, nếu Hậu Hoàng không lên tiếng giải thích, các giám khảo đều không thể hiểu được ý đồ của đội thi này. Biên đạo John Huy Trần nhận xét, anh muốn cảm nhận Zetro, bài sạch mà cũng hơi an toàn. Tới vòng này anh muốn nhiều hơn nữa. Biên đạo Việt Mát cho biết cả hai đã làm tốt phần kỹ thuật nhưng cần tiết chế hơn và khẳng định bộ đôi này còn có thể đột phá hơn. Từ trước đến nay, Hậu Hoàng luôn tạo cho mọi người cảm giác đi thi như đi chơi, nhưng theo Nu Phước Thịnh, vòng này không phải thi như chơi nữa mà thật sự phải là thi. Liên tục giữ chất đáng yêu, dễ thương, Hậu Hoàng được mọi người khuyên rằng phải thật sự bứt phá hơn với hình ảnh mới mẻ. Đội thi Thúy Hậu, Ngọc Tân nhận về 2 điểm 9 từ giám khảo Việt Mát, Nu Phước Thịnh và 8,5 điểm từ giám khảo John Huy Trần. Sau khi tổng kết 2 đêm thi bán kết, Lít Kim Cương, Lít Nguyễn Chính là đội thi dẫn đầu, được nhiều người dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân mùa 1. Thúy Hậu, Ngọc Tân là đội thi có điểm tích lũy thấp nhất, suýt phải dừng chân tại sàn đấu vũ đạo. Với lời hứa sẽ thể hiện tốt hơn ở vòng sau, cả hai đã nhận được quyền cứu trợ, nút hồi sinh từ các giám khảo, được trao thêm cơ hội bước vào chung kết. Bước vào đêm chung kết cuối cùng, các đội thi sẽ thể hiện thế nào trong đêm thi quan trọng? Đội thi nào sẽ âm cúp quán quân của chương trình? Đón xem tập 25, chung kết sàn đấu vũ đạo năm 2021 sẽ lên sóng vào 19h30 phút thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 trên kênh HTV7. Tối 20 tháng 11, lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 được tổ chức tại Huế. Ở hạng mục được quan tâm nhất tại Liên hoan phim năm nay, phim truyện điện ảnh có đến 17 tác phẩm tranh giải. Giải bông sen vàng cuối cùng đã được trao cho bộ phim Mắt Biếc, tác phẩm của đạo diễn Victor Vũ ra mắt công chúng từ ngày 20 tháng 12 năm 2019. Ngoài giải bông sen vàng, Mắt Biếc còn thắng giải nhạc phim xuất sắc hạng mục phim truyện điện ảnh. Chia sẻ về giải thưởng, Victor Vũ cho biết người đầu tiên anh muốn chia vui là tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Theo anh, phim được trao giải nhờ tạo được hiệu ứng cảm xúc vốn dựa trên tác phẩm gốc của nhà văn xứ Quảng. Lúc mới đọc Mắt Biếc, anh nhiều lần bật khóc. Phim đã chạm đến ký ức rất đẹp, được chuyển thể từ một câu chuyện vốn nhiều người yêu thích. Đạo diễn hiện đang ấp ủ ý tưởng chuyển thể một tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh song chưa tiết lộ cụ thể. Mắt Biếc là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được phát hành năm 1990 với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Trần Nghĩa, Trúc Anh, Trần Phong, Khánh Vân và Thảo Tâm. Nội dung của phim đi qua từng bước trưởng thành của Ngạn cùng mối tình đơn phương của cậu với Hà Lan, cô bạn thân xinh đẹp sở hữu đôi mắt biếc, một chuyện tình nhiều cung bậc. Từ ngộ nghĩnh trẻ con, rồi tình yêu thuở học trò trong sáng, trải qua bao biến cố trở thành một cuộc đuổi hình bắt bóng buồn ra giết nhưng không nguôi hy vọng. Câu chuyện càng trở nên éo le hơn khi Trà Long con gái của Hà Lan lớn lên lại nhen nhóm một tình yêu như thế với Ngạn. Bộ phim được đẩy lên cao trào khi Victor Vũ sáng tác thêm nhân vật Hồng trong phim như một tấm gương phản chiếu của Ngạn trong quá trình yêu đơn phương rồi lại tự mình dằn vặt vì tình đơn phương. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã điểm lại những tin tức nổi bật nhất trong vòng 24 giờ qua. Bây giờ đã đến thời gian các bạn dành cho bản thân và gia đình rồi. Mọi tin tức mới nhất sẽ luôn được Tin House chúng mình cập nhật một cách nhanh chóng trong các bản tin. Và mọi người đừng quên hãy ấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới trong ngày nha. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này ngày mai. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.